Hải Đăng phát xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng giới thiệu các bạn bộ cần câu Holiday Spin và máy FDA 3000 của Zalo sản xuất. Chọn bộ cần luôn các em. Bạn vừa câu lục vừa câu đơn được. Bộ cần gồm cần Holiday Spin 4/2 Shimano sản xuất. Holiday Spin Shimano sản xuất. Đó là máy khuyên to. Các bạn bên to này thoát cước này. Đốt ngọn 3 ly các bạn nhé. Chiều dài 4m2. Đây cần máy FPA 3000. Máy này hai lô và máy có chế độ Pytuner xả cước nhanh. Các bạn câu lục đầu cần gặp hàng các bạn có thể xả cước nhanh được. Câu trong máy gồm hai lô này. Sách hướng dẫn của nhà sản xuất và thiết kế của máy. Một túi đựng máy. Một lô bằng carbon nhẹ, rất nhẹ. Máy bay tuner xả cước nhanh. Bật lên cái xả cước. Zalo sản xuất, thiết kế mẫu phiên bản mới, phiên bản 2018 của Zalo đang ra tạm những phiên bản nhỏ từ 3.000 trở lên, 3.000 đến 4.000 nữa, chưa có 6.000. Thì thích hợp các bạn đánh đầu cần, nhưng mà máy nhỏ nhưng mà các bạn có chế độ xả cước nhanh này nên là không không sợ đánh đầu cần thoải mái. Thích hợp máy 9 cộng 1 vòng bi, 10 vòng bi. Rất êm, rất nhẹ. Hãng Zalo của China sản xuất. Tiếp đến là cước 4 con cá 250m. Đấy. Các bạn dùng số nào thì có thể, nhưng mà dòng máy này, với dòng máy này thì các bạn nên dùng từ 3 đến 4. Đây là tượng trưng để các bạn biết là cước 4 con cá thôi. Thì vì là cái dòng này hai lô nên là các bạn cước cuộn này 250m các bạn chia đôi ra là thoải mái dùng hai lô. Đấy, các bạn ví dụ câu đơn thì các bạn dùng lô này, câu lục các bạn là dùng lô kim loại này thì các bạn quấn ra có buộc buộc theo mỗi kiểu một cách khác nhau. Và đây là lưỡi lục xoài thấp 9. Dáng xoay thấp 9. Rất bén. Tiếp đến là chống cần các bạn. Chống cần thu gọn là 65. 65 cm, chống cần gọn 65 cm, rút ra dài ra tầm 90 phân. Đấy.
gồm hai phao, các bạn có phòng phao câu đơn, một phao câu lục đầu cần. Các phao này cũng có thể câu đơn được các bạn nhé. Đấy, phao này. Gồm chì, chân cắm phao và khóa linh. Đấy, hạt chạm. Lưỡi câu đơn, các bạn dùng câu đơn. Quay lại thì cho các bạn xem tổng thể cần relay spin lưỡi lục máy hai lô cước chì phao, các bạn về câu luôn thôi, các bạn ráp vào câu luôn thôi. Đây hộp của máy. Đấy, vừa rồi Hải Đăng vệ sinh đã giới thiệu các bạn bộ cần câu lục đầu cần và câu đơn. Hải Đăng vệ sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng vệ sinh.